những cuộc đi săn nguy hiểm có 102. Những vũ khí thô sơ nhưng tỏ ra vô cùng hiệu quả. Những phương tiện di chuyển độc lạ hài hước khó đỡ. Đôi khi con người lại trở thành con mồi béo ngậy cho những kẻ đi săn khác. Hân hoan chào đón quý bạn đến với phần 5 trong series phim Sâu đất khổng lồ. Và nhân vật của chúng ta không phải ai khác, đó chính là ngài Bert Gummer, một thợ săn sâu đất khổng lồ với những chiến tích lừng lẫy. Xin mời bạn cùng Anna theo chân ngài Gummer đến châu Phi hoang sơ săn tìm những sinh vật nguy hiểm dưới lòng đất nhé. Câu chuyện bắt đầu tại Nam Phi xa xôi. Một nhóm các nhà khoa học đang nghiên cứu tại đây, bỗng nghe có những rung động nhẹ dưới lòng đất. Hai người không chú ý lắm về sự rung động này. Đột ngột một người vấp ngã, rơi xuống một cái hang khá sâu và tối. Ông ta nghe thấy những tiếng động lạ lùng lúc ẩn lúc hiện xung quanh mình. Ông sợ hãi kêu cứu. Đồng nghiệp của ông quăng dây xuống để kéo lên. Nhưng đang ra sức kéo thì đột nhiên bị một lực rất mạnh kéo giật lại, lôi sình sạch người đồng nghiệp trở lại. Nhìn xuống hang, ông ta chứng kiến cảnh tượng hãi hùng, ông đồng nghiệp đã biến mất, chỉ còn sót lại một cánh tay trên mặt đất. Trở lại nước Mỹ, ngài Bert lúc này đang rảnh rỗi. Ông đang say sưa làm phim về cách sinh tồn trên sa mạc, thì một tay đua Jacking Boy phá ngang. Anh ta nhận ra ngài Bert vì Bert đã quá nổi tiếng và giới thiệu tên là Travis Swelker. Ngài Bert rõ ràng là không ưa hắn, không có ý tiếp đón tên phá đám, mặt ông gườm gườm. Travis không quan tâm thái độ ngài Bert, cứ sấn đến tay bắt mặt mừng. Anh khoe anh ta là tay đua nổi tiếng và có kỹ năng rất tốt. Anh nói Bert là ngôi sao hết thời, cần phải có trợ thủ giỏi như anh để giúp Bert tỏa sáng trở lại. Ngài Bert ậm ừ tỏ ra lịch sự. Chợt lại có xe đi đến. Ngài Bert đúng là có nhiều fan hâm mộ. Ông ta giới thiệu tên là Ezic và đến từ bộ đời sống hoang dã Nam Phi. Ông nói đã có người mất mạng do một sinh vật dưới lòng đất gây ra. Ngài Bert không tin vì lũ rồng đất chỉ sống ở Bắc Bán Cầu. Nhưng khi Ezic nhắc đến chi tiết xì lửa ra hậu môn, vút bay lên, ngài Bert tin ngay, hứng thú ra mặt. Tay Jacking Boy lẻo mép ngăn lại. Anh nói trước tiên phải làm giá, đừng vội nhận lời. Và anh muốn đi theo quay phim cho Bert. Anh nói anh không những đua xe giỏi mà anh còn là cự binh, chinh chiến ngang dọc. Vừa nói vừa rút hàng khủng ra khoe. Bớt nhìn thấy em AK-91 thì mắt sáng như sao. Anh nói nếu cho anh ta theo đến Nam Phi thì em bán tự động này sẽ là của Bớt. Bớt đồng ý, ba người đạt được thỏa thuận. Ngài Bớt lập tức bay đến châu Phi cùng với anh Kazamen mới. Bớt than phiền không được mang theo súng ống vì luật pháp Nam Phi không cho phép. Trước khi xuống máy bay, ông phi công giả lái máy bay bà già kéo Bớt lại khuyên, ở châu Phi, mỗi khi mặt trời mọc khôn hồn hãy chạy thật nhanh, kẻo làm mồi cho kẻ săn mồi khác. Đến nơi, Ezic giới thiệu một đám bộ sậu cho Bớt. Tay kính đen ngầu lòi này là Andrea, người địa phương sẽ đi cùng Bớt. Anh đen mập ú này là Tober, là đệ của mình. Ezic nói muốn bắt sống một em rồng. Bớt nói điều đó là không thể vì chúng miễn nhiễm với thuốc mê, còn súng ống thì càng vô dụng đối với chúng. Mọi người đến nhà nghỉ. Ezic cho Bớt xem số vũ khí theo yêu cầu của Bớt. Một khẩu hai nòng, một khẩu lục tí hon. Bớt mỉa mai nói những khẩu này không bỏ xỉa răng, chúng tôi không phải đi săn sóc. Mọi người cũng gặp gỡ tiến sĩ Nandi, người phụ trách trong khu bảo tồn này. Cùng lúc ngài Bớt đặt chân đến châu Phi, cũng là lúc xuất hiện những sinh vật dưới lòng đất. Tại một nơi khác ở Nam Phi, hai nhà khoa học đang tiến hành khai quật. Họ vừa phát hiện ra hóa thạch của một giống loài săn mồi kỳ lạ và to lớn. Hầu như chúng còn nguyên vẹn. Đó là phát hiện đột phá, hai người lấy làm vui mừng. Họ không biết rằng ở đây không chỉ có hóa thạch, mà còn có những con đang sống và săn mồi. Trong lúc nghỉ ngơi, hai nhà khoa học đang thư giãn trong tiếng nhạc êm dịu cùng với những ly rượu chúc mừng thì chúng xuất hiện. Mặt đất rung lắc, chúng lao đến. Hai nhà khoa học xấu số đã trở thành bữa trưa của chúng. Sát thủ giấu mặt để lại một hiện trường đáng sợ. Ngài Bớt cùng mọi người lập tức nhận được tin về vụ tấn công. Họ cùng nhau ra chỗ hai nhà khoa học xấu số. Cả nạn nhân và hung thủ đã biến mất dưới lòng đất. Nhìn qua hóa thạch, ngài Bớt nhận định những em rồng bay này to hơn rất nhiều so với những con ở Bắc Mỹ. Được đà, Andrea khoe với Bớt rằng ở châu Phi cái gì cũng to. Ngài Bớt mỉa mai, trừ súng ống. Buổi chiều tối, khung cảnh châu Phi buồn tẻ. Nếu anh em coi video nóng lòng vì chưa thấy ngài Bớt Gummer đối đầu với rồng đất, thì cảnh này diễn ra ngay sau đây. Trong lúc anh Kazamen đi hẹn hò với những cô gái châu Phi nóng bỏng, thì Bớt ngồi lau súng nghĩ cách diệt lũ quái vật. Bên ngoài, các phụ tá của ngài Bớt đang nói chuyện phiếm. Bất thình lình những chiếc xe chao đảo. Cửa kính xe bị đập vỡ tung tóe. Xe bị đập phá ầm ầm. Kẻ cướp đã đến. Một em sâu bay siêu to hạ cánh trình ình trên đầu xe. Nó đã nhìn thấy anh đen mập to bơ qua nhiệt độ tỏa ra. Nó xì lửa ra hậu môn phi tới. Anh đen cũng không vừa, xông lên vung dao chém đến. Ngài Bớt thấy động chạy ra tiếp ứng, nã đạn liên hồi. Mọi người chưa biết nó biến đi đâu thì đột ngột từ trên cao sâu bay lao xuống,
móng vuốt sắc nhọn quặp lấy anh đen to bơ bay mất vào trời đêm, như đại bằng bắt công chúa. Ngài bớt bình tĩnh ra lệnh cho phụ tá lấy xe đuổi theo để cứu to bơ tội nghiệp. Xe đi ra đến cầu thì nhìn thấy ai đó nằm chắn ngang cầu. Đó chẳng phải ai khác chính là to bơ. Ngài bớt xách súng đi tới một cách thận trọng. Trong xe, Andrea hoành hoang giờ mặt xanh như đít nhái nhìn ngài bớt đầy lòng gan dạ. To bơ đang thoi thóp giơ tay cầu cứu. Không ngờ đây chính là cái bẫy của con sâu bay. Nó rình rập trên đầu, xà xuống một lần nữa nhấc bổng to bơ nhỏ bé đi mất. Andrea thúc giục bớt chạy vào xe. Tên cướp lại lần nữa xà xuống xe nhất quyết xé toang cái xe ra. Bớt không còn đạn, ông cầm dao quăng mạnh làm tên cướp bị thương nặng và chuồn mất. Lúc này Andrea ngồi trong xe run như cầy sấy. Hai người trở về, bớt thông báo với tiến sĩ Nan đi một người đã thiệt mạng, chuẩn bị sơ tán khỏi đây vì rất nguy hiểm. Anh Kazamen hớt hải chạy theo, bớt quắc mắt nói, tôi đến đây không phải để làm màu. Khôn hồn thì giúp mọi người sơ tán đi. Tiến sĩ Nan đi bưng ra một khẩu súng máy nói chắc ông sẽ cần đến. Khỏi phải nói, bớt vui mừng vì cuối cùng cũng có đồ xứng tầm với mình. Ông cảm ơn Nan đi rồi vội vã lên đường. Trước khi đi ông không quên chửi tay Kamen là đồ vô dụng. Đi một quãng họ đã phát hiện ra dấu viết của lũ rồng bay. Bớt mặc áo choàng che đi thân nhiệt, sử dụng kính nhìn đêm tìm kiếm. Bớt đã nhìn thấy mục tiêu. Ông bảo Ezik và Andrea nấp kỹ phía sau. Họ cẩn thận tiến lên. Nấp sau lưng bớt, Ezik luôn mồm nhắc bớt phải bắt sống. Đây đúng là nhiệm vụ bất khả thi với ngài bớt anh em ạ. Mà anh em còn nhớ ngài bớt tiêu diệt rất nhiều sâu đất, nhưng chưa lần nào bắt sống thành công. Quái vật đã phát hiện ra ba con mồi đi bằng hai chân đi tới, nó chuẩn bị lao đến. Bớt cố trấn an mọi người giữ đội hình đừng hoảng loạn. Andrea vì quá khiếp sợ vội quay lại xe. Bớt lúc này liên tục nhả đạn vào quái vật. Andrea chẳng biết xấu hổ là gì mồm hét to, tao là người châu Phi, mày không ăn được tao đâu. Quái vật bổ nhào, bớt nã đạn. Nó bốc cháy ngùm ngụt như xác máy bay rồi rơi trúng ngay đầu kẻ vừa to mồm. Còn Ezik thì tỏ vẻ thất vọng vì không bắt sống được quái vật. Hai người đến chỗ con vật vừa bị hạ kiểm tra. Ngài bớt phát hiện ra điều lạ. Trên xác em sâu đất bay có một bộ phận rất lạ hình cầu, trông giống như trứng của nó vậy. Đang chăm chú xem xét thì tiếng lạch cạch lên đạn phía sau. Ezik đang chĩa súng, bảo bớt hãy đưa cái thứ đó cho hắn. Bớt ngạc nhiên hỏi tại sao. Hắn nói hắn chỉ kiếm tiền, hắn không liên quan đến chính phủ nào cả. Hắn ra lệnh giao thứ đó cho hắn và tự chui vào trong lồng sắt. Ngài bớt cay cú vì bị tên sỏ lá chơi đểu, vì chưa bao giờ ông gặp những pha như thế. Thế là ngài bớt găm mơ phải chui vào chính cái lồng mà ông mang đến bắt quái vật. Ông bị Ezik bỏ lại giữa sa mạc châu Phi. Ông tìm mọi cách cũng không thoát ra được. Mặt trời lên cao thiêu đốt. Bớt bò loanh quanh trong lồng như kiến bò trong chảo nóng. Ngài bớt phải dùng tạm nước tiểu xua cơn khát. Một em sư tử châu Phi đi đến. Nó lượn vòng gầm gừ. Ngài bớt của chúng ta lúc này chẳng khác gì một con cừu non be be trong lồng. Bớt còn bị chúa Sơn Lâm tặng cho một cơn mưa nước tiểu. Bỗng máy đo rung chấn báo hiệu sâu đất khổng lồ đang rẽ đất lao đến chỗ bớt. Chúa Sơn Lâm cong đuôi chạy. Bớt chỉ còn nhắm mắt chờ thần may mắn xuất hiện. Vị thần đó xuất hiện thật. Đó chính là Chavis, tay trợ lý vô dụng chỉ mê gái. Trong lúc Chavis móc dây xích để kéo, ngài bớt giục nhanh nhanh lên, một con sâu to đùng đang đến hỏi thăm đấy. Chavis phi xe cuống cuồng kéo theo cái lồng chim lên mỏm đá. Bớt bị kéo đi, quăng quật tơi tả. Khổ thân ông xếp cứ quát tháo, tay trợ lý cứ vút ga chạy bán sống bán chết mong thoát khỏi em sâu đất đuổi phía sau. Có lẽ ngài bớt đáng kính chưa từng trải qua chuyến xe kinh hoàng đến thế. Chavis đã lôi được ông xếp ra khỏi cái lồng. Khó khăn tiếp theo họ đối mặt là xe hết xăng. Hai người chỉ còn cách dạo bộ trên sa mạc. Trong khi đó tại trung tâm bảo tồn lũ quái vật cũng từ đâu mò đến. Tiến sĩ Nan đi cảm thấy sự khác thường xung quanh. Cô nhìn thấy đường dây, trạm biến áp điện bị phá nát. Quái vật bay xuất hiện trước mặt Nan đi. Người bảo vệ Nzebele dắt cô con gái tiến sĩ chạy vào trong. Họ ẩn nấp trong nhà cũng không thể an toàn. Con vật to khỏe phá cửa xông vào. Nó dò tìm nhiệt độ và phát hiện ra hai chú cháu nấp sau cái bàn. Nó xông đến ầm ầm. Nzebele nã đạn chống trả. Bỗng xoẹt xoẹt, mũi tên xuyên đến trước mặt, xém chút nữa bắn vỡ hai viên bi của Nzebele. Chính Nan đi đã hạ quái vật bằng cây cung của mình. Nzebele hú hồn nói nếu cách 1 cm nữa thì không hề ổn. Trở lại với hai thầy trò bớt. Họ đang bám theo dấu vết tên Ezik hám tiền và lươn lẹo. Đã nhìn thấy xe Ezik. Đến nơi thấy xe bị phá nát. Tên Ezik biến đâu mất. Hai người thu được quả lựu đạn và súng ống tên Ezik bỏ lại. Sau khi lút đồ, trang bị như thế là tạm ok với hai thầy trò. Chưa biết đi đâu tìm thì tên Ezik la oai oái chạy đến. Tay vẫn cố lôi chiếc hòm có quả trứng bên trong. Hắn đang bị lũ quái vật truy đuổi giết. Một con lao đến giật chiếc hòm.
Ezic leo lên mỏm đá. Xuất hiện những con sâu đất nhỏ nhưng chúng hung hăng không kém. Nó tập được chân tên Ezic làm hắn giật mình ngã xuống đất. Hắn lóp ngóp đứng dậy. Bỗng nhiên mặt đất rung động, một con sâu đất khổng lồ siêu to phóng lên khỏi mặt đất chụp lấy tên Ezic. Thôi xong thế là tiêu đời gã Ezic xấu xa, hai thầy cho bớt băn khoăn, lấy làm lạ tại sao lũ sâu đất quyết truy đuổi Ezic chỉ vì một quả trứng của chúng như vậy. Bớt cho rằng những con sâu đất và những con biết bay đều sinh chung một trứng. Vì vậy phải vào trong hang thăm dò. Chavis xung phong sẽ vào đó xem xét. Lúc này bớt mới biết Chavis không hề vô dụng mà vô cùng gan góc. Trong lúc Chavis vào hang thăm dò, bớt điện thoại trợ giúp từ ông lão lái trực thăng. Ông bảo có đủ hàng để gây nên cuộc chiến tranh thế giới thứ ba, và ông sẽ đến ngay. Còn Chavis đi vào hang, anh dò dẫm trong bóng tối và nhìn thấy vô vàn trứng của chúng. Quái vật phát hiện ra kẻ đột nhập, nó nhảy bổ vào Chavis. Anh ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài, quẳng vào trái lựu đạn rồi tung người như bay ra ngoài. Anh nói với bớt chính xác đó là một hang ổ lớn quái vật. Bớt bảo sẽ có viện binh đến sớm. Vừa dứt lời, máy bay của ông lão đã xuất hiện làm ngài bớt mặt mày rạng rỡ. Nhưng ngay khi đó, thiết bị của bớt báo có sâu đất đang đến. Bớt định chạy tới cảnh báo người trên trực thăng nhưng đã muộn. Máy bay hạ cánh, tay phi công trẻ lái máy bay bà già vừa bước xuống liền bị quái vật tập lấy chân. Ông lão cố kéo anh lại nhưng không thể. Có lẽ đến lúc đi ngắm gà khỏa thân, anh ta cũng không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Còn lại một mình ông lão xách súng mở cửa nghênh chiến. Mặt đất nổi sóng mù mịt, sâu đất vọt lên phi về phía ông lão rồi biến mất sau làn khói bụi. Bớt chán nản ngồi bệt xuống đất than thở. Ông nói không còn vũ khí gì ngoài một khẩu súng nước này. Nhưng Chavis bảo còn nhiều là khác và đưa ống nhòm cho bớt. Đúng vậy, dưới càng máy bay là những giá treo tên lửa xịn sò đầy uy lực. Ngài bớt nói hai người cần đến chỗ máy bay, nhưng sẽ rất nguy hiểm vì lũ quái vật đầy rẫy đang rình rập dưới đất. Một cuộc đua tốc độ với tử thần bắt đầu. Hai người nhanh chân di chuyển trên những mỏm đá, chạy thục mạng đến máy bay. Phía sau quái vật rẽ đất mù mịt đuổi theo. Lên được máy bay, hai người khởi động hệ thống. Ngài bớt hiệu chỉnh đường đạn dẫn bắn. 1, 2, 3, tên lửa rời bệ phóng, xe gió ầm ầm vào trong hang. Ngài bớt cười sằng sặc khoái trá như một ông già bị điên. Vừa lúc đó có ai đập mạnh cửa. Đó chính là ông lão phi công già. Nhìn ông giống hệt như vừa chui ra từ một quả trứng. Ông cười hô hố nói con quái vật vừa rồi không nuốt chửng ông được, nên đã khạc ông ra. Cả ba cười vui vẻ. Ông lão khởi động và cho máy bay cất cánh, quay lại trung tâm bảo tồn. Nan đi cùng con gái A Tha chuẩn bị sơ tán khỏi nhà. Quái vật bay trên mái nhà bị anh bảo vệ Nghe Bè Lè dội ngược súng lên tiêu diệt. Họ đi ra xe chuẩn bị lên xe, thì trước mặt họ mặt đất cuộn một con sâu đất lao đến. Gần đến chiếc xe nó khựng lại vì va phải móng bê tông. Nó quay vòng trở lại. Anh bảo vệ dội xăng lên một chiếc xe khác. Nan đi chuẩn bị tên lửa. Anh cho xe tự động chạy. Sâu đất khổng lồ lao lên đón chiếc xe. Trong khi đó Nan đi dương cung tên lửa nhằm quái vật bắn tới. Lửa bùng lên cùng tiếng nổ lớn tan xác em sâu đất. Tiến sĩ cười chiến thắng. Trở lại nơi ngài bớt. Họ chia tay ông lão tốt bụng. Ông tặng luôn bớt khẩu súng máy kèm cơ số đạn. Ông lại nhắc bớt lần nữa. Ở châu Phi, khi mặt trời lên hãy chạy thật nhanh. Họ lên xe quay trở về. Sâu đất bám theo xe nhưng với Chavis không phải là vấn đề nữa. Nan đi cùng con gái cũng trên xe sơ tán. Cô thấy con gái ôm khư khư cái giỏ, lật lên là một quả trứng. Cô bé nói mình nhặt được. Hai người hiểu ngay lý do tại sao lũ quái vật cứ bám đuổi theo. Bớt đến nơi gặp khung cảnh tan hoang, Nan đi đã rời đi. Nan đi đỗ xe lại vì trước mắt họ cũng là khung cảnh làng mạc bị tàn phá. Cô dặn con gái ngồi trong xe rồi hai người đi vào trong xem xét. Bất ngờ cô bị một bàn tay túm lấy chân. Hai người cố gắng kéo nạn nhân lên nhưng không thể. Họ hoảng hốt quay trở ra xe. Càng hoang mang hơn vì cô con gái Amantha không còn thấy trong xe nữa. Bớt đến ngôi làng địa phương. Mọi người trèo lên cao cố gắng hò hét xua đuổi con gì đó. Thì ra dưới sân là cô bé Amantha đang bị lũ sâu con vây xung quanh. Mẹ cô bé cũng đến nơi. Bớt hỏi cô bé có gì trong giỏ. Nan đi đáp. Hình như một quả trứng. Đây là ý do lũ sâu vây quanh cô bé, nhưng không tấn công vì cô bé nắm giữ con tin của chúng. Bớt chỉ tay ra phía chiếc xe máy bảo Chavis trổ tài Jacking Boy của cậu đi. Chavis lấy xe, Vega lượn vòng quanh. Thật đúng là dịp anh thể hiện năng lực của mình. Anh phi xe đến đón lấy chiếc túi từ cô bé và ném trả lại thật nhanh cho Nandi. Việc còn lại đã có ngài bớt giải quyết. Bớt hét lên, Chavis vút ga, một em sâu lao đến nhưng vồ hụt Chavis. Tiến sĩ Nan đi bàn với bớt cần làm một chiếc bẫy điện lớn mới bắt được nó. Nguồn điện mạnh sẽ thu từ sấm sét vì đang có cơn dông. Chavis sẽ tiếp tục thu hút quái vật ra xa. Mọi người bắt đầu răng dây thép làm bẫy. Tín hiệu của Nan đi bắn lên. Chavis đột ngột quay lại nơi đặt bẫy và dụ quái vật trở lại. Bẫy răng xong,
cột thu xét đã sẵn sàng, con quái vật lao đến như một trận động đất dữ dội. Chevis thử kỹ năng né đòn. Thần xét bắt đầu giáng đòn với luồng điện ngàn vôn. Em sâu đã mắc vào bẫy điện dãy đành đạch. Một luồng xét kinh thiên động địa phóng xuống. Em sâu cuối cùng nổ tan tành trong tiếng hò reo của khán giả cổ vũ xung quanh. Mọi người hò reo nhảy múa. Thế là ngài bớt, tuy đã diệt được lũ sâu đất và sâu bay khổng lồ, nhưng không thể bắt sống được một em. Về cuối phim khán giả mới biết Chavis chính là con trai của ngài bớt qua những lời thoại giữa hai người. Và vì sao tên phần phim là Huyết Thống? Video của Anna khép lại ở đây. Nhớ để lại bình luận và like ủng hộ Anna nhé!